Xin chào các bác. Tiếp tục em lại lên cho các bác cái dòng Kenwood các bác nhé. Đây, dòng Ken. Con này của nó là dòng Ken LSF 3.7. Đấy, đời này của nó nếu mà tính ra thì cái dòng, tức là cái dòng loa này các bác nhé, về theo đời của nó thì nó là dòng loa 7002. Tức là đời cũng rất là cao so với cả cái dòng Ken. Đấy, thuộc phân khúc loa chung các bác nhé. Con này thì nó đánh gấu lắm các bạn, đánh cực kỳ gấu luôn. Bác nào có cơ hội trải nghiệm những cái dòng 7002 hoặc là 5002. Thực ra thì cái dòng 5002 nếu bác nào nghe thì nó đã thấy phê rồi đúng không ạ? Em thấy là 5002 nghe là đã sướng lắm rồi. Nhưng mà nếu các bác mà lên được cái đời của nó này, đời loa của 702 như con LSF 3.7 này, em đảm bảo với các bác mê cực kỳ luôn. Đấy, ngày trước em còn nhớ là em bán cho một anh ở tòa Memory ở dưới Hà Đông ấy. Ở khu đô thị chỗ Trung Văn đấy các bác, nó giáp với cả khu Việt Kiều châu Âu ấy. Đấy, nhà anh đấy là anh mua về, xong anh lên trên cửa hàng em mua nhá. Xong anh bảo em là tí về nếu mà gặp chị vợ anh ấy thì vợ anh hỏi thì bảo là cái này bạn anh tặng thì anh thuê em đến lắp thôi nhá. Đấy, thì tiền anh mình chuyển khoản sau. Thế là sẽ ra ngoài cửa chuyển khoản. Đấy, còn trong đấy thì anh ấy sẽ đưa gọi là 200.000 tiền công. Đấy, để giấu vợ đấy. Tại vì là chị kêu là chị không thích âm thanh hay thứ gì, mê cả kê nó bừa bãi hay thứ đấy. Anh ấy thì rất mê âm thanh và mê đổ Nhật nhưng mà lại kiểu cũng chiều vợ ấy các bác. Nên nhiều khi mà vợ nói thì nhiều khi cũng hơi rụt rè một tí. Đấy, thì là anh mua cả bộ cơ. Sau lúc lắp xong thì sau có đúng 3 ngày anh nhá, các bác nhá, sau đúng 3 ngày thì anh ấy còn nhắn tin cho em bảo là em ơi, giờ vợ anh còn mê cái bộ dàn đấy hơn cả anh. Ngày nào cũng nghe. Đấy, đến một người, tức là em ý em muốn nói là gì? Đến một người không bao giờ thích đồ âm thanh mà khi nghe đến cái con Ken này mà thay đổi ý định luôn là có bây giờ. Em không nói phét một tí nào luôn nhá. Đấy, anh kia kiểu gì anh cũng xem cái video và đúng như lời em kể luôn. Anh ấy ra, anh ấy đưa em là 200.000 tiền mặt cộng với cả tiền chuyển khoản cái bộ dàn đấy là 12 triệu là anh lấy con âm ly với cả loa. Đấy. Thế mà về mở trong vòng anh bảo là có 3 ngày thôi em ạ. Sau đúng 3 ngày anh nhắn tin anh bảo là giờ vợ anh nó còn nghe nhiều hơn cả anh em ạ. Là các bác biết được dòng này là đến một người phụ nữ mà không nghe âm thanh bao giờ mà là rất ghét âm thanh mà tự dưng trở lên yêu âm thanh chỉ nhờ một đôi loa là các bác biết rồi. Chất âm của nó, bởi vì con này nó tiếng nó ấm lắm các bác. Bát của nó lòng pháo các bác nhá, bát lòng pháo đánh nó kiểu nó đầm các bác, nghe nó đầm mà nó ấm, nó sâu lắm. Tiếng nó sướng. Em tả như thế này nhưng nhiều khi các bác sẽ không hình dung được bởi vì là phải tai nghe cơ. Đúng không ạ? Đấy, thế nên là bác nào ở gần cửa hàng nhà em nhá, gần ngay 57A đường Nguyễn Hoàng ấy, em mời các bác qua trực tiếp cửa hàng nhà em để các bác nghe thử. Các bác nhá, em mời các bác qua nghe thử. Không cần phải mua ngay các bác nhá, không cần phải mua ngay. Qua cứ nghe hay thì mới mua, không hay thì coi như tôi đến trải nghiệm. Tôi nghe thử xem có đúng như lời anh nói hay không. Bởi vì nhà em bán hàng ấy là không phải là ép khách hàng là anh đã đến cửa hàng anh phải mua cái này nọ thứ không. Các bác cứ đến thoải mái, không mua thì tham quan cửa hàng. Bởi vì cái âm thanh nó không như cái khác các bạn, không như rau cỏ mình hôm nay mình không ăn thì cho vào tủ mai ăn, thịt thả vậy hôm nay không ăn thì mai ăn. Nhưng mà đồ âm thanh đã không thích, mua về rồi nhưng mà về nhà mà cảm thấy nó không ưng cái thứ là chỉ có vứt ở xó. Đấy, thế nên là tất cả âm thanh này em cũng báo các bác rồi, hãy cân nhắc cho nó kỹ trước khi chuyển khoản cọc cho em thì hãy cân nhắc cho nó kỹ rồi hãng đặt tiền. Rồi tiếp theo thì là cái dòng bát ụ pháo là của nó, thì như em đã nói nhá, bát nó sẽ rất là khỏe, rất là ấm. Tép của nó thì con nào cũng vậy, nó thật sự bát là 10 con em về cả đến 11 con nó đều bị như này luôn. Đây, lý do là như này. Cái căng này khi nó đậy vào như này các bác nhá. Và cái căng này của nó là bằng lụa. Nó rất là mềm các bạn. Đây, em sẽ để góc nghiêng quay cho các bác xem nhá. Nó rất là mềm này, đây này. Đấy, nhiều khi là mình người ta đóng hàng ấy các bác, đóng hàng ấy. Thế ví dụ như một cái xốp thôi. Cái xốp nó cũng là mềm các bác nhá, hay là cái dây bóng thôi. Người ta vo cục nhỉ, hay tờ báo nó vo cục nhỉ. Thế nhiều khi nó chèn nhỉ này. Đấy, nó đóng vào cái thùng, thế là cái thùng nó lật. Cái hàng mà đâu biết là khi đóng vào trong rồi thì người vận chuyển người ta đâu biết là mặt nào với mặt nào đâu. Thế là người ta cứ lật úp xuống, thế là nhiều khi cái báo nó chèn này. Thế nên dẫn đến tượng là bị móp cái này. Nhưng mà cái bát lại không bao giờ làm sao. Bởi vì cái căng này nó không bao giờ chạm được vào tới cái bát. Bát này của nó là bát lõm. Thế nên là riêng bát lại không bao giờ làm sao. Chỉ duy nhất là con tép này nó bị như vậy. Đấy. Thì cũng nhiều bác trên mạng em thấy là về các bác ấy dùng cái chiêu gì cũng không rõ. Nhưng mà em thấy là kiểu cũng dấu bí quyết đấy các bác. Thấy các bác che này, rất ra phát là nó hết luôn. Không hiểu là các bác dùng khò nóng nào khò cho nó ấm lên để nó giãn ra hay là như nào, nhưng mà thấy nó làm cái gì rất là phẳng. Đó. Thì đấy nhá, con này thì căng đầy đủ hai trước đây, căng các bác nhìn này. Làm rất là đẹp, chuẩn chỉ luôn.
Đấy, đây, căng đây. Logo khắc chữ chìm trên một cái thanh đồng. Rất là đẹp luôn. Con này ngoài yếu tố nghe nhạc ra thì mình trưng bày cũng đẹp các bác, bởi vì là đây, các bác nhìn cái vỏ nó vỏ gỗ nhá, vỏ gỗ này rất là đẹp luôn. Đây là những cái miếng gỗ người ta bóc tách từ các cái cây gỗ chứ không phải là cái mùn gỗ các bác nhá. Các cái loa khác nó là mùn gỗ người ta ép lại, nhưng cái này nó là gì ạ? Một cái thớ gỗ người ta bóc tách từng miếng ra. Đấy, nó liền miếng ra sau đó người ta dán lại lên nhau chồng từng lớp từng lớp từng lớp. Nó cảm giác như là gỗ thịt đi các bác. Nhưng mà bên ngoài này nó thực sự nó là gỗ thịt chứ không phải cảm giác nữa rồi. Đấy, đây. Đó, và người ta làm rất là chi tiết các bạn, từng góc cạnh mọi thứ nó làm rất là chi tiết. Công suất của loa là 100W, trở kháng là 6 ohm. Đấy, thì bác nào mà chốt thì nhanh tay để em test bàn giao. Các bác nhá, bác nào chốt thì để em test bàn giao cho các bác. Hàng thì sản xuất tại Nhật các bác nhá, made in Japan này, công suất 100 trở kháng 6 ohm, cầu trục đồng bắp chuối. Đấy, bác nào lấy con này thì alo cho em để em gửi hàng. Hình thức thì nói chung là hàng bãi nó không thể tránh được cái chuyện nó hơi gọi là va quẹt xước sát một xíu nhé, thì nó không tránh được đâu các bạn. Nói thật các bác là như vậy, không thể tránh được. Nhưng mà để mà nói với một con hàng bãi như này là quá đẹp đấy. Đấy, thế trong này đây nó cũng hơi bị xíu tí tí cũng chả sao đâu. Nói chung là không có vấn đề gì cả. Đấy, đây. Hơi tí tí chả có vấn đề gì cả. Em thì em có nói thẳng luôn, chả có gì vì giấu giếm. Có là em bảo thẳng. Đấy. Đấy, bác nào mà chốt thì alo em nhá. Đấy, thì bác nào mà chốt thì con này em để các bác giá là, con này em đang bán của nó là 6 đồng 8 đến 7 đồng rưỡi các bác nhá, 6 đồng 8 đến 7 đồng rưỡi. Tuy nhiên thì con này đấy, nó cũng em như đã nói gì đây, phía bên này nó hơi bị xíu thì thôi, con này em để các bác giá là nó hơi xước lông mèo tí, thì để các bác con này giá là 6 triệu sao nào, 6 triệu 450 mà thôi đi, số đẹp 6 450 6, để các bác số này nhá, số đẹp này 6 triệu 380 nghìn cho số đẹp đi các bác nhá, 6380. Đấy, bác nào chốt thì nhanh tay alo luôn cho em nhá. Vâng, xin chào các bác.